chuyện tóc tai của con gái rõ ràng là quan trọng chẳng kém chuyện chăm sóc da hay trang điểm hàng ngày. Vì thực tế chỉ cần một chút thay đổi mái tóc là nhan sắc đã khác hẳn trước kia rồi. Đơn cử như việc bạn cần cắt phăng mái tóc, chuyển từ dài sang ngắn là nhan sắc đã thăng hạng ngay lập tức, hoặc ít nhất cũng giúp bạn trông khác lạ hơn, cá tính hơn. Cũng với tâm lý cắt tóc đổi gió, cắt tóc cho bớt chán như vậy, một cô bạn tên Lena sinh năm 2003 mới đây đã nhận về cơn mưa lời khen cho diện mạo mới của mình. Qua hình ảnh mình tóc ngắn theo từng giai đoạn, tất cả mọi người đều phải công nhận Lena vốn đã xinh rồi nhưng cắt tóc xong, cô nàng trông còn thu hút hơn gấp bội. Tóc của Lena từ dài đến ngắn rồi lại dài ra hơn một chút. Được biết cô bạn này hiện đang là học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vốn để tóc dài quen, cách đây hơn một năm, Lena bắt đầu muốn thử thay đổi tỷ lệ bằng cách cắt một phát ngắn hẳn. Cô bạn chia sẻ, lần đầu vì cắt ngắn quá, mọi người còn nghĩ cô nàng là tomboy, thậm chí có nhiều bạn nữ còn quay sang rút lung Lena. Mái tóc ngắn khiến Lena đã xinh lại càng thêm xinh. Khi tóc còn siêu ngắn, cô bạn thậm chí còn được các bạn nữ tỏ tình. Nhận được sự quan tâm cũng như chú ý của mọi người, Lena cảm thấy hơi ngại, đồng thời cô nàng cũng rất vui. Nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn được ví như các ân gian đình đám của Hàn Quốc nên ngoài việc học ở trường, cô bạn cũng làm thêm công việc mẫu ảnh nữa. À quên, nếu Ngọc Trinh có dòng eo 56cm từng gây ngưỡng mộ thì Lena thậm chí còn gây ngạc nhiên hơn khi sở hữu dòng eo con kiến chỉ 53cm. Để có được dốc dáng như hiện tại, cô bạn rất chăm chỉ tập thể dục cũng như duy trì chế độ ăn uống linh thi. Bên cạnh đó, dù mới học lớp 11 nhưng Lena cũng đã tập tành kinh doanh. Cô bạn mở một số online nhỏ trên mạng để có thể độc lập tài chính. Mình bán cho vui thôi, sản phẩm thì chủ yếu là các bạn cùng lớp hoặc quanh khối mua nên cũng dễ giao. Vì không đặt nặng mọi chuyện nên mình vẫn cân bằng được việc học và kinh doanh. Đối với mình, học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu, Lena chia sẻ. Nhìn cô bạn rất giống các ân gian đình đám của Hàn Quốc. Lena sở hữu dòng eo 53cm khiến ai cũng ngưỡng mộ. Một điều hơi đáng tiếc dành cho những ai đang thầm thương trộm nhớ cô nàng tóc ngắn dễ thương này chính là Lena đã có người yêu rồi. Người yêu Lena là một cô nàng tomboy khác cũng ưa nhìn và có gu thời trang rất đỉnh. Lena tâm sự, vì tụi mình đều là con gái với nhau nên tính cách cũng dễ nói chuyện, tâm sự. Bạn ấy thường mình nhiều. Tụi mình quen nhau được gần một năm rồi. Lena đã có người yêu rồi, người yêu của cô bạn là một tomboy. Cả hai đã quen nhau gần một năm và Lena cho biết cô bạn không sợ bị nhòm ngó hay gì cả vì những người xung quanh đều rất ủng hộ mối quan hệ của cả hai. Tuy chưa có dự định gì đặc biệt trong tương lai nhưng Lena cho biết cô bạn đang rất phân vân không biết nên đi theo ngành truyền thông hay ca hát bởi cả hai đều là đam mê của cô nàng. Những lúc rảnh rỗi, Lena cũng thường tập thành cô gieo các bài hát qua hiêu nữa. Cùng nắm thêm một vài hình ảnh khác của Lena nhé!